Còn là một cái chia sẻ ngắn nữa cho anh em về cái câu chuyện là mấy hôm vừa rồi khi mà ra mắt, nói chung là tựa game gặp rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến bug, liên quan đến lag, liên quan đến đủ thứ. Anh em ca thán thì vãi hết cả trưởng luôn. Và nhà phát hành tôi yêu, họ đã có một động thái phải gọi là đỉnh cao, chứ không phải là đi vào lòng đất mà nó đã đi lên thiên đường luôn cơ ông ạ. Khi mà họ đã làm ngay một cái bài thơ xin lỗi rất dài, không phải là dài lắm, nó là gọi là vừa đủ, rất trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Họ cảm ơn vì đã ủng hộ và cũng như là báo cáo lại, như report lại những cái bug fake, có những cái bug mà nhiều những game cần phải điều chỉnh này nọ kia ấy, thì tất nhiên rồi họ có đền bù chúng ta. Cái hôm vừa rồi thì thông tin là họ sẽ đền bù 10 roll limited, thì tôi thấy mẹ ủi vãi cả trường luôn. Game này tuyệt vời quá. Bình thường các game khác thì có bữa đấy mà húp chắc chỉ 100-200 gì đó thôi, nhưng mà không anh em ạ. Đây người ta đền bù hẳn 10 roll. Ok, cứ tưởng thế là hết anh em nhé, cho đến khi tôi đọc đến cái dòng ở đâu nhỉ, cái dòng cuối cùng mà anh em ạ. Họ sẽ đền bù chúng ta thêm một con nhân vật 5 sao banner thưởng. Và cái thời gian thông báo của họ là vào ngày bao nhiêu? Vào ngày 26 tháng 5 anh em ạ. Vào tầm khoảng 9 giờ sáng. Thì hiện giờ hôm nay là ngày 25 tháng 5. Nên là tôi cũng muốn làm một cái nội dung ngắn để mà cùng ngồi phân tích và cũng như là đánh giá để xem là anh em nên lấy con nhân vật nào trong cái lần được tặng free này. Và tôi không mất thời gian anh em nhé, chúng ta sẽ cùng vào nội dung luôn. Nhưng mà trước khi vào nội dung thì tôi cũng phải đánh giá là đây là một trong những cái động thái mà dám làm, dám chịu, nhìn thẳng vào vấn đề của nhà phát hành, mà không phải một nhà phát hành nào cũng có thể làm như thế này được. Tất nhiên với những người mà không kiểu khó tính hay thế nọ thế kia ấy, thì như tôi chẳng hạn, thì người ta thì những người đấy sẽ bảo là ôi mẹ nhà phát hành thật tuyệt vời, họ thật sự là đi vào trọng tâm, họ thật sự biết cách xin lỗi rồi thế nọ thế trai. Mà đâu đó ngoài kia có những người khó tính hơn thì các bạn ấy lại bảo rằng là thì thật ra là game cùi thì người ta mới đền bù lớn như thế, chứ game xịn như game G, game H, đúng không, như game của nhà Hozo các kiểu con là điểu ấy, thì game xịn nên là xảy ra bug fix gì đó thì người ta đền bù ít, nên là thôi game cùi thì bú cái nhân vật 5 sao cũng được. Thôi không sao cả anh em ạ, kệ người ta thôi, bú vẫn cứ là bú anh em nhé, tôi vẫn bú hết, chả có vấn đề gì cả, đúng không mẹ, cứ 5 sao mà dã chơi cho nó sướng. Rồi này, từ từ đã, chúng ta sẽ đến với cái việc là thế thì nếu mà trong 5 con 5 sao này ngày mai được free thì anh em sẽ lựa chọn con nhân vật nào. Tôi có một cái gọi là khảo sát ở trên kênh, anh em có thể xem luôn ở đây. Thì hiện giờ anh em có thể thấy rằng là chúng ta trên cái khảo sát của kênh YouTube ấy, nó chỉ có gọi là 4 lựa chọn được 4 nhân vật thôi, nên là tôi sẽ phải cắt một con nhân vật ra. Thì hiện giờ theo cái gọi là đánh giá cá nhân của mình thì tôi đang thấy rằng là nhân vật Lingyang là một nhân vật quá mạnh, thật sự là rất mạnh, nên tôi xin phép và tôi không cho vào cái vote này được, bởi vì chỉ có 4 slot thôi câu mà lại có 5 nhân vật thì chắc chắn là một thằng nó sẽ phải không được chơi rồi. Và đó là cái lý do vì sao tôi lại không lựa chọn anh chàng Lingyang vào đây, bởi vì anh ấy mạnh quá. Bây giờ cho vào mọi người vote hết Lingyang thì còn gì là gọi là vote nữa, đúng không? Cái đấy tôi nghĩ ai cũng có thể đoán ra rồi đấy. Nên là hiện giờ mọi người thấy rằng là theo cái tỷ lệ vote của anh em trên cộng đồng với khoảng 4.000 lượt bình chọn thì chúng ta có thấy rằng là Verina đang lựa chọn là 44%, Calcharo là 30%, Jean Sin là 12% và Encore là 14%. Thế còn Lingyang thì sao? Thôi được rồi, Lingyang thì bỏ qua anh em nhé. Lingyang thì một lát nữa khi mà đến nhân vật Lingyang trên này thì tôi sẽ nói nhé. Được chưa? Chúng ta sẽ đi đến với cái nhân vật đầu tiên đang được mọi người đánh giá ở mức 12%, đó chính là nhân vật Jean Sin. Nhân vật Jean Sin này thì có nên lấy về không ở thời điểm này không? Thực ra thì dù gì mà nói đây vẫn là một cái thời điểm quá là sớm để mà nói nhân vật nào mạnh, nhân vật nào yếu. Nhưng mà tôi thì tôi chưa có cơ hội để mà trải nghiệm ở trong cái phiên bản gọi là beta cho nhân vật này. Nhân vật này tôi đã luôn ở cái arc chính của mình rồi nhưng mà tôi chưa chơi. Tôi mất một khoảng thời gian khá để mà tôi lên trên YouTube tôi tìm hiểu về nhân vật Jiyan Sinh này, về cách combo, về cách build đội hình, build nhân vật, đặc biệt là cái khả năng gọi là tận cùng của nhân vật Jiyan Sinh này. Mà nhân vật này nảy thế nhỉ? Đéo hiểu kiểu gì ạ? Có gọi là màn hình intro thôi mà cũng nảy dữ vậy. Thì tôi kết luận rằng là nhân vật này là một nhân vật theo cái hướng gọi là tanh cơ, có một chút gọi là tạo khiên, một chút gọi là hồi máu, không phải là một chút tạo khiên đâu anh em ạ. Tạo khiên khá nhiều đấy. Và nhân vật này có một cái khả năng cũng có khả năng gây sát thương và gom quái. Thế thì liệu có nên lấy nhân vật ở thời điểm này không? Trước khi mà đến với cái câu chuyện là có nên lấy hay không thì tôi phải nói luôn với anh em một điều rằng đây là một cái giai đoạn đầu game, chúng ta còn rất là mông nguội, chúng ta chưa có cái thứ gọi là định hình lên meta. Nên là cái việc anh em muốn lấy nhân vật nào ở thời điểm này ấy, nó không quá quan trọng trong việc lựa chọn là nhân vật nào mạnh, nhân vật nào yếu. Chỉ cần là công thích nhân vật nào thì công lấy nhân vật đấy. Nó chả có vấn đề gì đâu anh em ạ. Vì cái thời điểm mông nguội này, công chạy thì quái nào chả chết, đúng không? Anh em cũng chưa thật sự là đi vào gọi là leo tháp, cũng chưa gọi là đi vào những content mà được khó đến cái mức độ mà chúng ta không thể đi qua được. Thì theo tôi là bất kể một nhân vật nào, kể cả anh chàng Lingyang vẫn có thể đi qua các content endgame được. Nên là miễn sao anh em thích nhân vật nào, công thích Jiyan Sin, công thích Lingyang, công thích Calcharo, Encore hay là Verina, thích nhân vật nào lấy nhân vật đấy cho tôi, không phải nghĩ ngợi quá nhiều, được chưa? Và cũng trước khi đến với cả cái nhân vật Jiyan Sin này thì tôi cũng phải nói luôn, ở thời điểm này cái tựa game này nó đang có cho anh em rất nhiều tài nguyên để mà lấy nhân vật 5 sao tại banner thường. Chúng ta có gì? Chúng ta có một cái banner tân thủ 40 nháy công được một nhân vật 5 sao banner thường. Nên là rất nhiều anh em đã reroll để mà lấy cho mình nhân vật mình thích. Ví dụ như là là như tôi chẳng hạn, là tôi sẽ lựa chọn Verina với cả Calcharo, thì ra một trong hai nhân vật đấy, nếu mà ra nhân vật nào đó, một trong hai con đó thì tôi dừng lại và tôi sẽ lựa chọn nhân vật còn lại tại cái banner gọi là lựa chọn banner 80 nháy. Thế thành ra là theo tôi nghĩ là nếu mà anh em cày lên khoảng level 45, công đi quét map, công làm những cái gọi là mua trong shop rồi này đó kia, thì tôi đoán là anh em sẽ lấy được hai nhân vật 5 sao này, một nhân vật 5 sao tại cái mốc 40 và một nhân vật 5 sao tại mốc 80. Thế như vậy là công đã có hai nhân vật 5 sao rồi. Và nếu như bây giờ nhà phát hành để cho free thêm một con nhân vật 5 sao nữa thì tôi cảm thấy là cái lựa chọn này nó sẽ dễ thở rất nhiều. Nó sẽ không yêu cầu bắt buộc công sẽ phải lấy nhân vật nào, bởi vì đằng nào là công cũng sẽ có 3 con nhân vật và thậm chí là 3 con nhân vật khác nhau, hoặc là nhiều ông chó đỏ là công có thể lấy tới tận 4 con nhân vật, bởi vì có nhiều ông còn nổ đôi cơ. Nó hiểu kiểu gì. Nên theo tôi ở cái thời điểm này nhá, nó không quá quan trọng cho cái việc là anh em sẽ cần phải lấy nhân vật nào, cứ thích thì công cứ lấy. Nhưng mà thôi được rồi, dù gì mà nói thì nếu mà nói vậy thì video là xong con mẹ rồi đúng không? Chúng ta không thể kết thúc ngắn như vậy được. Chúng ta sẽ phải vạch lá tìm sâu, chúng ta sẽ phải đi sâu hơn nữa. Thế thì liệu nhân vật nào nó sẽ có khả năng là phù hợp trong những cái phiên bản, trong cái thời gian tới? Ví dụ phục vụ cho em mục đích gì, là chạy mát này, ví dụ như là leo tháp này, đúng không? Thế thì đi đến với nhân vật đầu tiên là nhân vật Jean Sin này. Nói chung là trong những cái 1-2 hôm đầu tiên tôi chơi game, tôi cũng có thấy rất nhiều anh em trên kênh chat bảo rằng nhân vật này mạnh lắm, nhưng mà rất khỏe. Tôi cũng không biết là liệu nó có khỏe thật không, cho đến khi tôi bắt đầu lên trên YouTube, tôi tìm hiểu rất nhiều về nhân vật này, về cách combo này, về build di vật này, về đội hình, về team này, nói chung các thứ. Thì tôi thấy đúng nhân vật này nó mạnh thật, nó có mạnh anh em ạ. Nó là tinh hoa hội tụ thật, nó có rất nhiều những cái điểm mạnh để làm nên một nhân vật support tốt. Nó có tanh được, nó có tạo khiên, nó có hồi máu, nó có gom quái. Anh em nào vừa nói nó giống là Sate là đúng đấy. Nó có khả năng gây đam, nó có khả năng parry được, và đặc biệt là ông nào mà lại còn có cái tinh hồn 1 cho nó ấy, thì nó sẽ cải thiện cái khả năng nạp cho cái gọi là thiên phú forte của nó rất là nhanh, giúp cho cái con nhân vật Jean Sin này của anh em sẽ có một lối chơi tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà các cụ thì vẫn có câu anh em ạ, một nghề cho 9 còn hơn 9 nghề. Cái bà này của chúng ta thì cái đéo gì bà cũng có, đam cũng có, gom quái cũng có, tánh cũng có, tạo khiên cũng có, cái gì cũng có. Thành ra là nó lại bị cứ mỗi thứ một tí anh em ạ. Nó cũng không phải là một cái gì đấy nó kiểu nó mạnh hoàn toàn. Tức là tuyệt kỹ của nó có gom được quái, nhưng mà nó bao lâu để gọi tuyệt kỹ được một lần, cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái combo của cái nhân vật Jean Sin này là một combo nó khá là phức tạp, nó không hề dễ chơi một tí nào. Và cái gọi là cái gì, cái thời gian chết ở trên sân của anh em để mà nhân vật này nó thi triển hết các cái thức của nó trong combo anh em ạ, nó mất khá nhiều thời gian. Tất nhiên là nó có khả năng gây đam nữa, nên là thực ra thì cái việc nó đứng sân thì cũng được thôi. Nên là theo tôi, với những ông nào ở thời điểm này, ở giai đoạn đầu game ấy, mà hợp với nhân vật này thì nó sẽ thiên về những cái người mà đã hiểu về game khá nhiều rồi, đặc biệt là hiểu về nhân vật này rồi. Và anh em có một cái lối chơi nó chậm, một cái lối chơi gọi là từ tốn, không cần phải kiểu random bullshit rồi sáng là bấm, hay là một lối chơi điên dại kiểu như tôi chẳng hạn, vào thấy quái là vã, rồi sờ quát điên loạn hết cả lên. Kiểu đó một lối chơi combat sướng ấy, các bạn. Thì nhân vật này là một kiểu khác. Nó là một kiểu chơi cần trôn, anh em chơi rất chậm, rất từ từ, không hiểu điều anh em, cái việc anh em đang làm là gì, thì nó sẽ hợp với cả nhân vật này. Nhưng mà theo tôi thì với những anh em newbie mà mới tiếp cận dòng game này thì đây không phải là những nhân vật mà công nên lựa chọn ở thời điểm đầu game, bởi vì là kiến thức của mình với cả game này nó chưa có nhiều. Cái thứ hai là bây giờ công mang vào xong, công còn đi học được cái combo game này xong, nó mất nhiều thời gian lắm công ạ. Đúng kiểu chơi game dưỡng sinh luôn đấy. Nhà thích công vẫn lấy được. Còn nếu như mà tôi nghĩ là nếu mà để lựa chọn hàng đầu thì nó cũng có cái lý do vì sao mà Jean Sin hiện giờ đang chỉ có tỷ lệ pick là 12%, là một tỷ lệ pick khá thấp anh em ạ. Tất nhiên vẫn sẽ có người thích nhá, anh em thích em lấy về không sao cả, bởi vì đấy là cái cách chơi của anh em. Còn đối với tôi thì với đại đa số người chơi thì nhân vật này không thật sự hợp với cả đại đa số anh em đâu. Như tôi chẳng hạn, tôi thấy còn không hợp cơ. Còn sim thì không làm gì anh em ạ. Anh em phải hiểu một điều rằng sim thì đừng bàn đến câu chuyện là đi nhờ người khác tư vấn. Đã sim rồi, đã thấy nảy như thế này rồi, đã thấy gọi là mặt xinh như thế này rồi thì công cứ lấy thôi, cũng được mà, có gì đâu, có vấn đề gì đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có tận 3 nhân vật 5 sao cơ mà. Công có thể lấy công có thể lấy nhân vật này về, xong công có thể lấy thêm 2 nhân vật khác trong cái bảng này về. Công luôn có 3 nhân vật rồi còn gì nữa. Nên là cái lựa chọn này là một lựa chọn không mang tính chất gọi là bắt buộc phải lấy lắm. Chỉ là tôi đang khuyên anh em thôi. Cái trường hợp này là nhân vật này là nên lấy cuối cùng anh em ạ. À không, thực ra thì còn một nhân vật nữa nên lấy cuối cùng cơ. Nhưng mà nhân vật đấy mạnh quá, tôi đang chưa cho vào cái bảng so sánh này. Để tí nữa anh em nhé. Món ngon để phía sau cùng. Rồi, đấy là về Jean Sin anh em nhé. Thế về tinh hồn thì sao? Thì tôi có nhận ra một điều rằng là cái tinh hồn của Jean Sin này thực tế là những con nhân vật 5 sao ở trong game này nó có bán tinh hồn trong shop, và hiện giờ là chúng ta có rất nhiều những cái phương án để mà lựa chọn cho nhân vật này lấy tinh hồn, bởi vì chúng ta đang có tận 3 con nhân vàng mà, đúng không? Anh em có thể lấy, anh em có thể lấy được ít nhất là từ banner một trong hai banner lựa chọn tân thủ 1, tân thủ 2, xong bây giờ đến cái giai đoạn mà được free để cũng lấy thêm một con nhân vật nữa để lấy tinh hồn 1. Thì hiện giờ theo tôi thấy là cái tinh hồn 1 của Jean Sin rất là mạnh, tinh hồn 1 của Jean Sin rất là mạnh luôn anh em ạ. Bởi vì là ấy, nó giúp cho anh em cái việc đòn đánh thường này trong 10 giây này, khi mà công cắt, khi mà ông vào trận, khi mà con nhân vật vào trận ấy, nó tăng 100% cái lượng gọi là hồi cái thiên phú forte của nó. Nó giúp con này cái lối vận hành của nó nhanh hơn rất là nhiều. Kiểu dạng công đang từ tập dưỡng sinh ấy. Xong rồi bây giờ tự nhiên công có tinh hồn một cái, công được tập dưỡng sinh x đôi ấy. Nhanh hơn đấy. Công có nút tua nhanh ấy, tôi thấy rất khá là ổn. Nếu anh em nào mà sim anh em có thể lấy tinh hồn một cho Jean Sin về, tôi đánh giá khá là hay. Có những cái tinh hồn khác thì kiểu dạng như là nó sẽ giúp anh em cắt chiêu E này, kiểu dạng như là cái gì trong trạng thái parry này thì cái gì nó sẽ không kiểu bị gồng cái chiêu chiêu E chi cao tờ này, mà nó kiểu dạng nó thi triển luôn. Nói chung là nó sẽ làm cho cái con nhân vật này nó vận hành tốt lên rất là nhiều, nên là ông nào mà sim thì có thể đầu tư tinh hồn cho nó. Và đặc biệt là nếu mà tinh hồn một tôi đánh giá khá là cao, một trong tinh hồn mạnh anh em ạ. Chỉ là nhân vật này hiện giờ đang chưa phải là một nhân vật kiểu tốt ở giai đoạn đầu game thôi. Rồi chúng ta sẽ đến với nhân vật tiếp theo anh em nhé, là nhân vật Encore. Hiện giờ anh em cái chat đang vote là 14%. Tôi đánh giá là trong cái list này anh em ạ, mọi người vote khá là, nói thế nào ta, khá là theo meta đấy. Bởi vì là Jean Sin hiện giờ là thực ra nó cũng rất là mạnh, chỉ là ở đây nó không có Gian con thôi, chứ mà nếu có anh Linh Gian ở đây chắc anh Linh Gian còn bé nữa cơ. Rồi Encore tiếp theo anh em nhé, Encore là 14% đúng không? Encore là một trong 3 nhân vật mọi người lên lấy trong cái lần tặng free này. Tại vì sao? Bởi vì là lần 1 và lần 2 tại bên nó tân thủ công đã lấy được Verina với cả Calcharo rồi. Thế thì cái lần thứ 3 này thì công lấy Encore về là hợp lý. Tại sao lại là Encore và tại sao lại là hợp lý? Bởi vì nhân vật Encore này đoan được đánh giá là có một cái lượng sát thương mạnh, đặc biệt là đơn mục tiêu. Cái con nhân vật này nó chỉ bị đúng một cái vấn đề là công sẽ phải hiểu nó chơi như thế nào, combo nó ra làm sao. Đặc biệt là hôm vừa rồi tôi có xem qua thì con nhân vật này có một cái combo kiểu dạng như là trọng kích, nó gồng với công swap với nhân vật khác, xong rồi trong thời gian công swap với nhân vật khác thì cái trọng kích của nó sẽ vẫn gọi là channeling và nó sẽ nổ. Nói chung là khá đẹp. Và cái thứ hai là cái lượng sát thương của nó khá là dày, đặc biệt về đơn mục tiêu anh em ạ. Và khi mà chúng ta chơi về end game của cái game gọi là Wuthering Waves này, nhà phát hành sẽ yêu cầu các ông phải build 3 team để mà leo tháp, nên là chắc chắn là 3 team để mà leo tháp thì công sẽ cần 3 con D-pad để mà leo tháp. Thế thì hiện giờ với cái lựa chọn là công lựa chọn Encore đúng không? Công lựa chọn với cả Calcharo tiếp theo chẳng hạn thì công đã có 2 con D-pad rồi, và sau này công có thể là kẹp thêm một con D-pad nữa 4 sao, có thể là main Havoc, có thể là Danzin, rất nhiều con có thể chơi được ở cái team thứ 3 này. Thì theo tôi ở thời điểm này cái việc lựa chọn Encore để mà anh em thêm một con D-pad chơi nó khá là hợp lý. Và nói gì nói thì con này cũng là loli không ạ. Mặc dù thì để mà đánh giá một cách công tâm thì loli ở game Wuthering Waves này nó không ra dáng loli lắm, kiểu dạng loli này hơi già. Không biết là nhà phát hành có kiểu dạng sợ đi tù không, đang muốn hợp pháp không thì tôi không rõ, không hơi già không ạ, hơi dừ, không giống những loli mà tựa game khác tôi từng chơi, ví dụ như là Genshin hay là Honkai Star Rail, bên đấy loli nó khác lắm không. Rồi thế về Encore thì anh em có nên lấy tinh hồn 1 không? Nếu với những ông nào mà đã có rồi, nó tăng dam bonus cho gọi là cả hệ hỏa luôn, khi mà công cắt đánh thường lên chúng kẻ địch, mắc là anh em sẽ được thêm 12% dam bonus, về bản chất là nó tăng sát thương. Thì nói chung là anh em mà lấy tinh hồn 1 thì cũng được, đặc biệt là với những ông nào mà đợt vừa rồi nổ đôi 2 Encore, tôi thấy mẹ anh em khoe ở trong group nhiều lắm. Thì cái việc cứ bổ sung tinh hồn thêm thì nó sẽ tăng sát thương anh em. Cái tinh hồn 2 nó cũng sẽ cải thiện cái việc nạp tuột kỹ dành cho con Encore nên ra là cũng được. Thực ra Encore ở thời điểm này tôi đang thấy là có nhiều team com để kết hợp với nhau lắm. Cái vị trí debuff cho nó thường thì sẽ là Verina, là chính là cái lựa chọn mà mọi người hay chọn nhất, bởi vì nó là một support có khả năng hồi máu, có khả năng búp rất nhiều sát thương. Còn cái vị trí thứ hai của Encore thì hiện giờ tôi thấy là kiểu mọi người cũng mix tùm lum lên đấy, mọi người cũng kiểu chẳng phải nghĩ ngợi quá nhiều. Công có thể đi với Sanhua, công cũng có thể đi với cả Jiyan, kiểu thế. Nhưng mà để mà sau này mà kiểu ra meta chẳng hạn thì tôi tin chắc là sẽ có những gọi là con support tốt, đặc biệt là những con support 4 sao có khả năng búp tăng tấn công cho cả team. Tôi có thể ví dụ như là Morpheti này, hay là kể cả con nào ta, mấy con 4 sao đều có bút tấn công hết cho team anh em ạ, thì đều đi cùng con này được. Bởi bản chất là con nhân vật này ở trong cái giai đoạn mà nó gọi là gồng trọng kích để mà nó nổ ấy, anh em có thể swap cancel sang một cái nhân vật khác, và con nhân vật khác chỉ cần là một con có khả năng gây sát thương thì là nó sẽ bù đắp cho cái lượng sát thương mà nó đang bị thiếu khi mà anh em swap ra. Nói chung con này ổn anh em ạ. Thường mọi người hay chọn với Sanhua. Sanhua chúng ta sẽ được free sau 5 ngày login thì phải, tôi nhớ không nhầm. Đấy thì nói chung là anh em lấy tinh hồn 1 hoặc tinh hồn 2 đều ok hết, để mà bổ sung cho cái việc là công nó thiếu đi bet, thì con này là ổn anh em ạ. Nhưng mà ổn thì nó vẫn thua khá xa so với cái vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng này, đó chính là người đời thì gọi là Kakarot, tức là Son Goku. Tên chính xác của nó là Calcharo anh em ạ. Calcharo nhưng tôi có viết thiếu chữ L đấy. Và tôi nghĩ là cái việc mà mọi người lựa chọn nhân vật này nó đến từ hai lý do. Một là ngầu vãi cứt thề. Cái hồi beta tôi muốn luôn nhân vật này còn không roll ra được, cay điên luôn. Nhưng mà với những anh em nào mà kiểu nhìn vào thì mọi người thấy rằng có một cái sự gọi là tạo hình này nó giống với cả nhân vật Vơ Rồ, cũng giống với Vơ Rồ, nó đặc biệt giống với cả Sephiroth trong loạt game Final Fantasy. Ngầu điên luôn anh em ạ. Và chưa kể là hiện giờ nhân vật Calcharo này ở trong beta là một nhân vật có lượng sát thương rất là lớn. Có vẻ như là theo một vài thông tin tôi nhận được thì nhân vật này đã bị nớp một chút sức mạnh khi mà ra bản live rồi. Thực ra thì cái việc nớp là chuyện bình thường thôi cơ mà. Đến anh Long của chúng ta còn bị nớp cơ mà. Thì không có cái chuyện một nhân vật banner thường nó mạnh như thế ở trong gọi là bản beta nó lại không bị nớp. Anh em phải nhớ nhá, anh Long cũng bị nớp đấy chứ chả phải là nhân vật nào khác bị nớp đâu. Và đặc biệt là nhân vật này hiện giờ cũng giống với cả Encore, nó phải anh em phải biết chơi, công phải có combo đúng của nó để thì nó mới mạnh được, nó phát huy sức mạnh được. Và thực ra thì khi mà tôi xem những cái gọi là showcase nhân vật này cái hồi beta ấy. Ui, nó ngầu lắm công. Nó mạnh vãi cứt luôn. Anh này mà có một con gom quái vào, anh này combo anh ấy dã quái cho như con vậy. Và cái lượng sát thương của anh ấy cũng rất là ổn. Nhiều người còn đang bảo rằng cái lượng sát thương của Calcharo này đơn mục tiêu ấy mạnh chả khác gì anh Long luôn. Và chưa kể là hiện giờ nếu anh em mà lấy Calcharo về thì Calcharo cũng có một vài vũ khí có thể dùng được. Đặc biệt là với những bác nào mà mua Pattern Pass, tôi khuyên anh em ở trong giai đoạn đầu game nên đầu tư mua cái Pattern Pass vào. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó cho rất nhiều tài nguyên là cái đầu tiên. Một cái món vũ khí ở trong Pattern Pass là trọng kiếm và có tăng tỷ lệ bạo kích, thì cái món vũ khí đấy rất hợp với cả Calcharo luôn. Và Calcharo này trong tương lai nếu như mà anh em còn là kết hợp đội hình thì Calcharo hiện giờ đang có một cái team com được gọi là, không biết là có phải đúng không, bởi vì nhưng mà tôi nghe nhiều anh em trong bản beta nói lắm, đó là Calcharo hiện giờ đang có một cái team com mạnh nhất game anh em ạ. Nó là Calcharo, nó là Verina và cuối cùng nó chính là Yinlin anh em ạ. Combo đấy thì đam đơn mục tiêu có, đam đa mục tiêu có, búp hệ lôi có, cái gì nó cũng có luôn, mạnh điên luôn đấy không ạ. Đặc biệt là những bác nào mà sau này mà định lấy Yinlin tại cái nửa sau ấy của phiên bản 1.0 ấy thì Calcharo là một lựa chọn không thể gọi là chối từ được. Đấy thì đấy là cái lý do mà anh em nên lấy Calcharo ở thời điểm này, và nó cũng là một DPS uy tín. Đặc biệt ở đầu game câu không có nhiều DPS chơi. Mặc dù là tôi thấy có nhiều anh em còn chơi main Spectro, anh em còn chơi main Havoc, câu còn đang gọi là Danzin solo 1 HP, hiểu không? Nhưng mà với những người anh em bình thường, mà những người anh em đam mê cái đẹp, những người anh em gọi là chỉ là kiểu muốn chơi một team com được gọi là meta mạnh nhất thì đấy, Calcharo là một lựa chọn không thể từ chối được anh em. Rồi nói về Calcharo xong rồi đúng không? Calcharo thì tinh hồn có nên lấy không? Calcharo hiện giờ cái tinh hồn 1 này nó lại là tinh hồn hồi năng lượng. Nó hồi năng lượng tuyệt kỹ anh em ạ. Và Calcharo từ tuyệt kỹ nó cũng có khá nhiều đa sát thương. Nên tôi nghĩ tinh hồn 1 cũng là một tinh hồn rất đáng lấy. Rất đang lấy luôn. Tinh hồn 2 thì sao? Tinh hồn 2 tăng đam. Tinh hồn 3 thì sao? Tinh hồn 3 tăng đam. Tinh hồn 4 tăng đam bonus điện cho cả team. Tinh hồn 5 thì nó sẽ giúp tăng cái gọi là skill multiple cho cái đòn intro, cũng thêm đam. Tinh hồn 6 thêm rất nhiều đam. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Anh này là một nhân vật đặc thù về DPS. Tất cả bộ gọi là cung mệnh đi cho giống Genshin, nó đều tăng sát thương hết. Riêng cái tinh hồn 1 tăng năng lượng anh em ạ, thì tôi nghĩ cũng nên lấy đấy. Bởi vì do là nói gì nói thì tôi chơi cái con nhân vật là con anh Long ấy cũng 125 năng lượng, tôi thấy nạp hơi chậm, nên là cái việc mà anh Calcharo này mà banner thường mà công có thể lấy được tinh hồn cho nó, anh lấy tinh hồn 1 khá là ok. Nó không có sát thương nhưng mà nó sẽ giúp cho anh Calcharo này có khả năng gọi là hồi phục tuyệt kỹ khá tốt. Là tôi nhé, chắc chắn rồi, sau này tôi sẽ build team của Calcharo đi cùng Verina và Yinlin là một team để chơi. Còn team anh Long tôi sẽ xếp một team khác. Và bản thân tôi khi mà sang gọi là cái lượt free này, tôi cũng sẽ lựa chọn Encore anh em. Hoặc là ở cái lượt lựa chọn này tôi lấy Calcharo về tôi chơi luôn. Xong rồi Encore tôi sẽ lấy tại banner 80. Và đó chính là 3 con nhân vật tôi sẽ lấy anh em, tương tự với cả anh em đang vote đây luôn. Nhân vật Jean Sin này chắc là sẽ phải sau này, chứ thời điểm này tôi không hợp lắm. Rồi chúng ta sẽ nói về nhân vật đầu bảng nhé. Đó chính là Verina nhé. Con Verina này thôi được rồi, nó là một nhân vật được anh em gọi là pick rất là nhiều, anh em lựa chọn rất là nhiều luôn ấy. Thì cũng phải thôi, nó hồi máu mà công, đầu game mà chơi bao giờ chỉ cần hồi máu đúng không? Mẹ tay mình còn chưa to, mình còn chưa hiểu về game nhiều thì hồi máu nhiều là một lợi thế. Nhưng mà hồi máu nhiều thì chúng ta được free nhân vật Baizhu. Thế thì so với Baizhu thì sao? Anh em cứ tưởng tượng rằng Baizhu là một con iPhone X, iPhone 10 đi, thì Verina của chúng ta là một con iPhone 15 Pro Max. Tất nhiên là sau này khi mà nó mà ra thêm những con gọi là có khả năng hồi phục mà lại búp, nó là limited chẳng hạn, thì chắc chắn với anh em là nó sẽ còn mạnh hơn con Verina rất nhiều. Tôi đang dự đoán là 1.1 này nếu như mà ra những cái nhân vật Jinxi mà giống như là con Phu Lùn ở bên Honkai Star Rail nhưng mà phiên bản cao hơn ấy, thì có thể con đấy sẽ là một con gọi là vừa có khả năng hồi phục, vừa có khả năng búp rất là nhiều và thậm chí là hơn Verina. Nhưng mà ở thời điểm này ở phiên bản 1.0 này thì chả con nào có thể địch nổi con Verina này cả. Bởi vì sao? Nhân vật này có khả năng búp gọi là dam bonus cho toàn team, tức là cái bản chất của cái việc là outro của con này ra, anh em có thể swap qua bất kể một nhân vật nào khác, nó không phụ thuộc vào là DPS hay không, đúng không? Và thứ hai là cái đột phá tiếp theo của con này nó sẽ búp tấn công cho toàn team ta 20% trong 20 giây. Và chưa kể là cái câu chuyện là hiện giờ ấy, khi mà đọc hiểu về bộ kỹ năng ấy, có thể thấy được rằng là cái việc mà chúng ta hiểu bộ kỹ năng, chúng ta sẽ hiểu cách nào đấy để mà xác được cái năng lượng dành cho cái outro ấy nó tốt hơn ấy, thì anh em sẽ làm chủ được con bài này rất là tốt. Và chưa kể là chúng ta cần tận 3 team mà anh em, đúng không? Chúng ta cần tận 3 team để mà đi sảnh, đi gọi là leo tháp, thì có thể anh em sẽ lấy Verina về công đi chặt với một team còn lại công đi với cả Baizhu, đúng không? Team còn lại nữa thì có thể anh em sẽ phải có những cái lựa chọn khác, có thể là Jiyan cũng được, hoặc là công để chơi Taoqi. Taoqi là một nhân vật mà nếu anh em nào mà làm quét rồi thì là một nhân vật tóc đỏ cầm gọi là đại kiếm mà nảy công đấy, nhân vật đấy rất hợp đi cùng với cả Danzin ở thời điểm này rất mạnh. Thì với những anh em nào mà đang có Danzin thì có thể kẹp cùng với cả Taoqi về khá tốt anh em ạ. Taoqi hiện giờ tôi chưa có đây, tôi không sâu cho anh em được. Tóc hồng và tóc đỏ nhỉ? Tóc hồng đúng rồi, tóc hồng đầy nảy, đúng rồi. Còn con Danzin về tóc đỏ đúng không? Nếu như mà nói về tầng cung mệnh cho Verina thì tất cả các tầng cung mệnh của Verina đều phế, tôi đánh giá là đều gọi là không tốt lắm. Cái gì nảy vậy ba? Cầm kiếm nảy, bà đấy bà cứ kiếm cứ múa quay cứ nảy kiếm ấy đấy. Tất cả các cái tầng cung mệnh của Verina tôi đánh giá là đều sida, có đúng tầng cung mệnh 2 anh em. Tầng cung mệnh 2 nó cải thiện cái khả năng gọi là nạp concerto energy rất là tốt, và nó sẽ giúp cho Verina dễ dàng ra sân thi triển một vài chiêu, ví dụ như là chiêu chiến kỹ chẳng hạn, hay đánh thường vài hit chẳng hạn. Xong rồi nó sẽ có outro luôn, và khi có outro các lại được búp thêm 15% damage cho cả team. Thì cái tần suất đứng sân của Verina nó không phải nhiều lắm. Thì thời gian còn lại là công sẽ để cho đi bet ra sân. Thì cái tinh hồn 2 là tinh hồn mạnh nhất anh em ạ. Có tinh hồn 1 tăng hồi máu, tinh hồn 3 cái này gọi là gì? Tăng hồi máu, tinh hồn 4 búp dam cho cả team Spectro, tinh hồn 5 hồi máu, tinh hồn 6 tăng khả năng gây đam cho Verina. Nói chung là tôi thấy có mỗi cái tinh hồn 2 anh em ạ, hoặc cùng lắm tinh hồn 4 không chơi với cả team Spectro thôi, chứ tôi chả có thấy có tác dụng gì cả. Nên nếu mà anh em hỏi rằng có nên lấy tinh hồn 1 không thì là không anh em nhé. Bởi vì rõ ràng cái việc Verina hiện giờ hồi rất nhiều HP rồi, chúng ta chả cần hồi thêm HP làm gì ở đâu. Mà nếu được ý, thì lấy hẳn tinh hồn 2. Nhưng mà tinh hồn 2 thì là câu chuyện sau này rồi. Ở giai đoạn đầu game, tôi khuyên anh em là anh em không nên lấy tinh hồn cho bất kể có nhân vật nào cả, trừ khi là công sim. Còn câu nên lấy nhiều nhân vật nhất có thể để mà chúng ta sắp xếp đội hình, để mà chúng ta chuẩn bị đến cái giai đoạn gọi là leo tháp. Đấy là cái lựa chọn của tôi anh em ạ. Chúng ta sẽ có lựa chọn là gì? Theo tôi, tốt nhất là Verina. Thứ hai thì anh có thể lựa chọn Calcharo hoặc là Encore làm vị trí DPS. Thứ tư đi, có thể là Jean Sin, trừ khi là anh em Sin thì không làm gì. Còn cái lựa chọn cuối cùng mà tôi không dám nói đến, tôi không dám cho vào vote anh em ạ. Đó chính là anh chàng Linh Gian, hay còn gọi là Gian Con. Anh chàng này gọi là Gian Con cũng hợp lý đấy. Bởi vì hậu tố anh ấy là có chữ Giang ở đây. Giang trong chữ Gian Con, Gian trong chữ Gian Trinh, Kinh Gian à. Thực ra thì nhân vật này nó không yếu lắm anh em ạ. Nhân vật này có khả năng gây sát thương thật. Nhân vật này nếu mà anh em nào mà sim ấy thì mọi người có thể lấy chả vấn đề gì cả, mặc kệ người khác nói gì nói. Nhưng mà nhân vật này nó có những cái thứ sau mà tôi không thích lắm. Thực ra một phần là bởi vì tôi đã chơi ở trong bản Clo Beta rồi, tôi chơi nó một thời gian khá dài, tôi mới nhận ra một điều rằng ấy là nhân vật này nó có một cái chiêu gọi là chiêu múa lân, nó có cái hitbox hơi tệ. Cái việc mà anh em thay đổi địa hình cũng bay lên cao cũng làm cho anh em có một vài trường hợp công khó né hơn bình thường. Và cái thứ hai đó là cái hitbox của nó khá tệ, nhiều khi là công sẽ không đâm trúng quái, nó rất là dở hơi. Còn về lượng sát thương thì là có anh em ạ, chỉ chẳng qua là con này nó thiên về sát thương đơn mục tiêu, sát thương đa mục tiêu của nó hơi tệ. Và chưa kể là cái tinh hồn của nó thì nói gì nói, là cái tinh hồn 1 của Kinh Gian này thì nó lại không tăng về mặt sát thương, không cải thiện về cái mặt gọi là vận hành, mà nó chỉ giúp cho Linh Gian này gọi là có cái kháng gián đoạn. Tức là sao? Tức là khi mà anh khi không dùng tuyệt kỹ xong ấy mà công múa lên trời ấy, thì nó sẽ tăng cái khả năng anh Linh Gian này không bị gọi là một cái chiêu đấy knock down xuống, làm công sẽ bị mất múa lân. Nói chung là cũng được công ạ. Nhưng mà thật ra thì nếu mà mang đi so sánh với cái việc là lấy Linh Gian đã là một sự cố gắng rồi, mà công có đầu tư tinh hồn 1 chắc là phải sim kinh lắm đấy anh em. Bởi vì tôi chơi rồi, tôi thấy là cái việc mà nó múa lên là một cái lúc mà nó có sát thương rất là lớn, nhưng mà cái dở của nó khi anh em mà múa lên cao quá ấy, mấy con quái bây giờ công đeo đâm trúng cơ, mẹ bực thật sự. Không, vẫn có người sim được dựa mà, có gì đâu. Thì nó cũng gọi là kháng gián đoạn, thì nó cũng gọi là giúp cho cái khả năng múa nó không bị knock down xuống đi. Nhưng mà cái vấn đề là, ý tôi nói ở đây là anh em bay lên cao công đều đánh trúng quái nó mới là dở hơi. Bảo bot to thì không nói làm gì, nhưng mà khi công bay lên cao cái mẹ quái nhỏ ở dưới, thế là công cứ đá và không vào gọi là không khí cay thật. Không biết là liệu Kuro họ có thay đổi không thì tôi không rõ, nhưng mà nói chung là cái trải nghiệm này là cái trải nghiệm tôi không bao giờ tôi dám quên. Và đặc biệt là sau khi mà tôi trải nghiệm cái gọi là cái nhiệm vụ đồng hành với cả cái ông Linh Gian này thì thật tôi muốn cụt mẹ đi, đéo muốn bao giờ nhớ đến cái anh chàng. Mẹ có chuyện đéo gì vừa dài vừa nói nhiều vừa chán. Và đó cũng là lý do vì sao mà tôi nghĩ là nếu mà cho lên vote thì nhân vật này là vote thấp nhất, mà cũng chả ai muốn lấy cả. Thực ra có Linh Gian này có một cái combo nó cũng khá là hay để mà múa đánh quái nhỏ, để mà kiểu dạng e combo anh em ạ, vì nó là có khả năng đánh trên cao, nó có múa thật anh em ạ, nó có múa thật, nhưng mà nó chỉ mang tính chất là sâu cây thôi, chứ nó nếu mà nó trong điều kiện thực tế kiểu nó thiên về đơn mục tiêu nhiều quá, nên thành ra là kiểu anh em chơi một thời gian xong anh em sẽ chả thấy đã lắm đâu, nó hơi khó chơi đấy. Còn nếu mà anh em sim anh em lấy vẫn được, chả vấn đề gì cả. Các cái tầng tinh hồn khác thì nói chung là tinh hồn 2 cũng tăng nạp, tinh hồn 3 thì là tăng đam cho đòn đánh thường và đòn chiến kỹ, anh này cũng được tăng đam nhiều anh em ạ, cũng tăng đam bonus cho cả team. Thường Linh Gian này hay đi với cả Sanhua anh em ạ, bởi vì Sanhua là đi bét hệ băng, hai con đi cùng nhau được. Tinh hồn 5 cũng tăng thêm sát thương, tinh hồn 6 cũng tăng thêm sát thương đấy, kiểu thế. Nói chung là cũng được, anh này cũng ok, nhưng mà chỉ qua chơi nhiều chán thôi. Thường con này phải có đi cùng một con khác để combo anh em. Nhưng mà nói chung là ngày xưa tôi chơi với Sanhua thôi, tôi cũng chả chơi với con khác cả. Còn đương nhiên rồi cái slot bảo kê cuối cùng thì đương nhiên vẫn là Verina rồi anh em ạ. Ở thời điểm này chả con nào hơn được con này cả. Nên thành ra đó là lý do vì sao Verina được lựa chọn rất là nhiều. Và đó cũng là cái lựa chọn tôi nghĩ là hợp lý dành cho tất cả anh em. Mà đương nhiên rồi, anh em nào mà thích con nhân vật nào thì mọi người cứ lấy thôi. Mọi người không cần phải nhất thiết là sẽ phải bó với cả một con nào hay là theo một người trên mạng cả. Ví dụ công thích Linh Gian chả vấn đề gì cả, công thích Jiyan Sin cũng chả vấn đề gì cả. Còn nếu mà anh em lại không thích một con nào trong này mà công lại thích kiểu chơi theo kiểu nói chung là phù hợp ở thời điểm đầu game thì Verina, Calcharo hoặc là Encore đấy là vị trí thứ hai. Thứ ba thì công có thể lựa chọn Jiyan Sin, và cuối cùng thì chắc là anh chàng. Còn anh em sao? Anh em sẽ lựa chọn nhân vật nào? Hãy để lại ý kiến của mình tại phần bình luận nhé. Và đừng quên là nếu mà thấy video này nó hay cũng như bổ ích thì có thể để lại tôi xin một like cũng như một đăng ký kênh anh em nhé. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tới anh em. em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đương nhiên rồi, thời gian tới tôi sẽ làm rất nhiều những cái nội dung liên quan đến Wuthering Waves và hy vọng đó anh em ủng hộ. Cảm ơn mọi người nhé.